Rồi quay. Hai. Hồi nãy giờ mình cứ đi qua đi lại suy nghĩ. Anh em cũng suy nghĩ giống mình đúng không? Suy nghĩ tự nhiên cùng một giá tiền. Xe cũ. Con này 85. Con này 85. Cũng là của Honda. Mình chọn xe nào? Khó à? Không. Nhưng mà khi xem kênh của mình thì dễ. Mình thích làm những clip như vậy nè để cho anh em dễ chọn lựa. Ok anh em, thì hôm nay mình sẽ giải đáp thắc mắc cho anh em ngay tại shop mình, cùng là 85 triệu thì tùy theo mục đích sử dụng anh em nên mua con nào nha. Ok anh em. Mình sẽ đi từ từ. Cái con này mới lột đề can ra. Chỗ này nó có thiếu hai ốc này em, nhớ bù nè, hai bên đây nè. Ừ. Con này mới lột đề can ra. Và một cái điểm mà mình nhớ nhớ lưu ý anh em, khi mà mình dán đề can xe phân khối lớn thì anh em phải chịu khó vào những cái chỗ mà chuyên dán để ấy để dán, chứ như con này nè. Dán ở một cái nơi mà mình đã quay clip TikTok rồi. Thợ không có rành đó, tháo ra thiếu ốc tùm lum tà la hết đó. Bây giờ mình phải bù ốc vô thì lột ra thì nó ok, nhưng mà cái con này rất là khó dàn áo nha. Con 250 này dàn áo cực kỳ khó tháo nha anh em. Anh em không có thể tự tháo ở nhà, hoặc là những người mà chưa đã từng tháo nó thì rất là khó. Còn con này hồi đó lúc nó mới ra 2018 thì mình đã lấy về mình nghiên cứu rồi, cho nên nó đối với những chỗ mà quen thì nó rất là đơn giản. Nhưng mà con này chủ xe rất là kỹ tính, nhưng mà đem qua cho người khác làm lại người khác không kỹ ha. Đó. Rồi. Thì cùng 85 triệu, tại vì hai con này bán 85 triệu và cả hai con đều đồng là biển số thành phố Hồ Chí Minh. Và anh em mình sẽ phân tích thêm cho anh em hiểu năm nay xe lướt là như thế nào. Xe lướt là mua về anh em chắc chắn sẽ không hư hỏng sửa chữa, người ta sẽ gọi là xe lướt. Còn xe cũ là anh em mua về anh em phải bảo trì bảo dưỡng, anh em phải thay thế một số linh kiện thì anh em đi sẽ gọi là xe cũ, còn xe lướt thì không ha. Thì những con xe lướt mình bán ra cho anh em thì mình sẽ có bảo hành cho anh em trong cái thời gian đó không hư. Nếu như mà nó hư hỏng cái gì mà lặt vặt thì mình sẽ thay miễn phí. Ví dụ như là xi nhan. Xi nhan là những thứ mà mình và tất cả các shop không có thể kiểm tra được. Ví dụ lúc mình giao cho anh em nó còn sáng, nhưng mà lúc anh em đi về thì mình sẽ bảo hành cho anh em 500 km đầu tiên. Nếu mà nó có trục trặc cái gì thì mình sẽ thay mới và mình sẽ miễn phí toàn bộ cho anh em. Đó là về xe lướt mình bán. Thì anh em cứ yên tâm sử dụng. Còn máy móc thì mình nói máy sao thì nó sẽ như vậy. Đó thì đương nhiên những xe lướt đẹp như vậy thì máy nó phải zin rồi. Và anh em mua về là anh em không cần sửa chữa bất cứ cái gì. Thì chỉ thay nhớt là chạy thôi, quan trọng anh em phải thay nhớt đổ xăng, hai cái đó mà anh em làm không được nữa thì anh em sao anh em đi xe được đúng không? Mình mua xe cũ về mình kỹ tính thì mình phải thay nhớt đổ xăng. Chứ không đổ xăng không thay nhớt thì sao mà đi? Thì thấy cái đó là xe mới cũng phải làm luôn. Đó rồi anh em lưu ý những cái đó. Rồi, bây giờ mình follow vô hai con xe mà mình cần lưu ý thì cùng 85 triệu. Cũng khó suy nghĩ ha. Nhưng mà thôi dễ lắm. Thì đối với những người thích sport bike, hầu như con này là thuần sport luôn. Thì anh em mua về để ít đi trưng bày, hoặc là cuối tuần cà phê đó, hoặc là đi những cái cung tour ngắn thể thao thì anh em sẽ chọn cái em này CR250R. Nhưng mà xe mới con này lại mắc hơn con này nha. Nhưng mà shop mình thích gì đó bán đục bằng giá gì đó. Đó. Rồi. Thì cái em này thì mình đã quay cho anh em nhiều rồi. Hai em này 1m6 đều có thể chạy được.
Con này thì có thể hơi nhón hơn xíu ha, con này nó hơi cao hơn xíu, chiều cao yên nó hơi cao hơn xíu. Rồi thì con này đi dành cho những người thích sport thể thao năng động, thích mỏi lưng đó, cơ bản là gì, thích mỏi lưng thì mình sẽ chọn con này. Thì ở trên CBR250 này nó sẽ có ba chế độ lái, quay qua đây có ba chế độ lái, đúng là cho dành cho những người năng động. Đó là chế độ comfort sport, sport cộng, sport cộng là chạy 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 rất là hết hết công suất xe đó, còn comfort là chạy trời mưa nè, còn sport là bình thường nè đó. Rồi xong, ok anh em. Thì con này có ga điện điện tử nữa, ga điện tử thì nó rất là nhạy đây cho anh em, ga điện tử ride by wire. Ga điện thì rất là nhạy ha, ga điện rất là nhạy. Nửa nới 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 lỏng cái gù ra xíu, ga điện thì cực kỳ nhạy nha anh em đó. Và con này những cái xe lướt thì cục máy nó cũng rất là đẹp, thì dĩ nhiên là mấy xe này phải có ABS rồi, cục máy rất là đẹp và mới đó. Thì sơn rồi nó còn mới như vậy thì sao mà máy không zin được anh em đó. Và bô này là ống xả đôi, nó giống Z1000 vậy đó, nhưng mà nó đẹp hơn ha, mình khẳng định cái bô này đẹp hơn cái bô của Z1000 nhiều luôn. Nếu mà cặp bô này bỏ qua cặp Z1000 nhìn sẽ ngầu lắm. Rồi này dành cho những người là đi ra những cung đường ngắn nè ha, thích thể thao hoặc là mình có thể trưng bày, nó rất là đẹp, tại sport trưng bày rất là đẹp, ngồi rất là đẹp. Nhưng mà nó sẽ không dành cho những người đi tour xa hay là đi làm hàng ngày hoặc là chở người yêu, thì nó rất là khó chở, nó không có dễ dàng. Nói chung là chở phải chịu khó mỏi, không quen sẽ chịu khó là mình sẽ bị mỏi một chút xíu đó. Đó, những xe lưới bên mình thì vỏ mới luôn anh em đó, như vậy là anh em về anh em không cần thay bất cứ cái gì đó, anh em hiểu nôm na là vậy, đó là mới gọi là xe lướt. Rồi rồi tiếp theo thì con này thì nó ngược lại, nó cũng là Honda luôn. À mình quên nói, dung tích nhớt con này á thì nó đâu đó khoảng là 1,8 lít, thay lọc là 2 lít, lọc của nó là lọc rời á, lọc màu đen đó anh em, dặn ra lấy đồ dặn dặn ra đó. Đâu, lọc trụ đó. Rồi lọc giống như lọc xe hơi đó, anh em hiểu nôm na vậy đó, mình nói cho anh em dễ hiểu thôi chứ mình không nói khoa học, chứ mình nói khoa học anh em không hiểu cũng vậy à. Đã vô kênh mình là nói cái gì đó để cho anh em dễ hiểu. Rồi tiếp theo là anh em đi, nhưng mà tốc độ con này sẽ không bằng nha anh em, con này tốc độ cao hơn là nó sport, mà nó 250 nhưng mà nó sport, chạy cũng 170 mấy á, nhưng mà con này thì chạy lên khoảng tầm 140, 150 là nó sực khựng khựng lại nha anh em nha. Đó và con này dành cho những người chạy dưới tốc độ 120 đổ lại nó sẽ êm, mình chạy em anh em chạy cao hơn thì nó sẽ rung, với đó là điều mình chia sẻ. Và con này thì anh em có thể chở người yêu thoải mái và đi lại trong phố rất là dễ dàng. Đây chủ xe có lên một cái ghi đông chống mỏi nè đó, nâng cao lên cho đỡ mỏi, và đồ chơi rất là nhiều, chợ sáng nè, tay con nè, bảo vệ các nước, chống đổ, giá móc điện thoại, một cái đồ người ta lên để đi xa nè. Thì cái này là cái đồ zin của chủ xe bỏ lên nha, thì mình để lên đây để cho anh em tưởng tượng là mình đi tour mình có thể bỏ cái thùng lên đó. Thì với cái con này á thì mình đi xa rất là ok, nhưng mà nó một máy nha anh em, một máy thì nhớt nó ít hơn, anh em sẽ thay nhớt là 1,5 lít và thay lọc là 1,6 lít. Thì cái lọc của con này á, cách thay á thì giống như con Exciter vậy đó, nhưng mà cái lọc nó khác nha, cái lọc nó to hơn. Cách thay thì giống như Exciter thôi, cái lọc bên đây nè đó, mình thay thì giống như Exciter 150 thôi, anh em dặn ra rồi nhét cái lọc vô lọc giấy đó, thì thay giống Exciter nhưng mà cái lọc nó khác nha anh em, không bỏ sai khác sai được nha anh em, muốn thay lọc thì cứ ghé mình đó, nó đừng có bỏ khác sai vô là nó không đúng. Thì với cái em xe này tiết kiệm nhiên liệu hơn, dĩ nhiên con này nó đầy đâu đó khoảng ba mấy cây lít rồi, còn em này đó là khoảng 27-28 cây lít, thì một máy nó sẽ ít ăn hơn hai máy. Nhưng mà hai máy á, khi anh em đi 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 trên đường á, thì nó sẽ êm hơn, hai máy nó sẽ êm hơn, một máy nó sẽ hơi gằn chút xíu, xe nào cũng vậy, đặc trưng nó vậy rồi, xe nào cũng vậy. Mấy xe lướt bên mình em thấy đẹp không, cực kỳ đẹp luôn ha. À, xe gì mới là xe, thì bên mình cũng chuyên mua những xe vậy thôi anh em. Còn chừng nào mà xe mà nó xấu hơn xíu thì nó phải cực rẻ mình mới bán cho anh em về trải nghiệm, nhưng mà nó sẽ vẫn không hư bất cứ cái gì trên con xe. Rồi thì xe này nhớt tốn ít nhớt hơn, ít hao xăng hơn, rồi chở người yêu ok hơn,
đi xa hơn, nhưng mà bị cái là máy nó sẽ không mạnh hơn là hai máy đó. Còn thiết kế ở con này là nó sẽ không lỗi thời nha anh em, kiểu dáng nail sport là một chút hiện đại, một chút cổ điển, nó là vậy đó. Anh em coi những cái vỏ bên mình là lúc nào cũng còn gai, thấy không? Rất là tuyệt vời luôn, xe nào cũng vậy, gai vỏ chỉ đầy đủ cho anh em chơi. Hai con đều biển thành phố nha, thuế 1% nha, anh em chơi thoải mái. Để mình coi suy nghĩ còn nói gì nữa không. Rồi con này thì nếu mà anh em mà kẹt kẹt anh em lấy đi làm là cũng được, lấy đi làm, đi làm đồ nó cũng thoải mái, ngồi chạy nó cũng ok, thoải mái tiết kiệm, nó cũng không có gì đáng kể. Nói chung là con này sẽ là đa dụng, đa dụng, con này sẽ là ít đa dụng hơn, con này sẽ là đa dụng hơn, một con đa dụng có ít đa dụng hơn. Nhưng mà con này khi mà mình để chân trong nhà, con này sẽ đẹp hơn chắc chắn rồi, nhìn sport nó sẽ ngầu hầm hố, nó sẽ đẹp hơn, nó sẽ chất hơn. Còn con này là sẽ đa dụng hơn, anh em sử dụng nhiều hơn. Thì theo anh em thích con nào? À, thế anh em thích con nào? Thì như mình đó thì mình thích cả hai con. Con nào cũng thích, xe mà ok đẹp đẹp là thích liền. Em này là hoa hậu phân khúc, còn em này là đúng là đa dụng luôn. Bởi vì nếu mà mình cần một chiếc xe để mình đi du ngoạn, đi về quê, đi đâu đó mà không cần quá mạnh, không cần quá ồn thì mình chơi con này, đi con này đó. Thì để một cái ba lô ở trên đây, rồi chở người yêu lên đây, người yêu ôm anh em lại, anh em ngồi trên đây rồi chill, mở nhạc đen vau lên, anh ơi đi trốn với em, mình đi đến nơi có rừng bạc biển xanh đó. Rất là tuyệt vời, rất là đẹp. Con này có cái đồ móc trà sữa nè, anh em mà mua trà sữa cho người yêu là móc và phi tới, ví dụ mua ở quận 5 đi, phi qua quận 6 đưa cho người yêu, thì phi tới thì ly trà sữa nó còn nước không à, tại nằm ngay cục máy nè, nó nóng quá, đâu còn trà sữa đâu uống. Mua đừng có kêu người ta bỏ đá. Những con này đẹp quá, mình cũng không biết nói cái gì hơn nữa, nãy giờ nói là tiêu hao nhiên liệu nhớt nhau rồi, mình nói hết toàn bộ rồi đó. Thì đương nhiên những con sport á, ngồi sẽ mỏi lưng nha anh em, mình ở đây mình bán xe rồi mình tư vấn thiệt, còn chứ không phải là anh em tới thích mua gì mua. Cái con sport là ngồi sẽ mỏi lưng, khi anh em ngồi á thì ở sport á nó sẽ không có tư thế ngồi cố định đâu nha anh em. Anh em nghe ở trên mạng nó nói là chỉ ngồi cố định, ngồi phải gì rồi thả lỏng tay, thực chất á có người tay ngắn, có người tay dài, có người chân ngắn, có người lưng dài, có người lẹo cái, có người đàn ông đó. Thì nó có rất là nhiều thứ, nó quy quy chụp vào một cái kiểu dáng ngồi. Ví dụ có người người ta sẽ ngồi gì thì cảm thấy thoải mái, có người ta ngồi gì ta cảm thấy thoải mái, racing boy là ngồi gì ta sẽ thấy thoải mái, tùy người ta ngồi cảm giác ta sẽ thấy thoải mái. Thì anh em mình nghĩ anh em là chỉ nên ngồi một cái dáng nào đó anh em cảm thấy thoải mái cho cơ thể nhất là được, đừng có gồng, đừng có quá gồng. Nói chung mình phải thả lỏng thì chắc chắn phải thả lỏng rồi, đừng có gồng thì nó sẽ mệt. Nói chung phải thả lỏng và mình ngồi làm sao cho nó thoải mái cơ thể mình quy ra cái dáng mà mình cảm thấy cơ thể mình nó thoải mái là được, chứ không phải là anh em phải bắt chước người đó. Cái người đó nhiều khi người đó cái tay ngắn, rồi cái người đó thì khi người đó cái lưng dài, cho nên người ta ngồi gì anh em thấy người ta anh em lưng ngắn là bắt chước mấy lưng dài đâu được đó, nó khó. Mình ngồi cảm thấy thoải mái, như mình ngồi gì cảm thấy thoải mái nè đó, mình cảm thấy sống lưng mình nó không ê, không gồng, tay cũng không gồng, mà cơ hông cũng không gồng, cơ chân cũng không gồng, rất là thoải mái đó. Thấy chưa, thoải mái chưa đó, rồi mình dặn ra đó thì mình cảm thấy thoải mái nhất có thể thôi, chứ đừng có bắt chước một ai, hoặc là lên tham khảo người ta ngồi sao mình ngồi vậy, nhiều khi nó không có phù hợp với cơ địa của mình. Nó là cái đó là điều mà mình chơi xe lâu năm mình chia sẻ lại cho anh em á. Có người ta ngồi kiểu rất kỳ, anh em vô anh em chê người ta ngồi sai tư thế rồi này nọ, nhưng mà đối với tiêu chuẩn là sai, nhưng mà đối với người ta cái cơ địa người ta cảm thấy thoải mái là được thôi. Nhưng con này sẽ chờm đó. Rồi thì bây giờ mình sẽ qua con này. Con này thì cực kỳ thoải mái rồi, con này anh em muốn ngồi sao cũng được đó. Con này anh em muốn ngồi sao cũng được. Do mình chống cái cục này nè nên nó hơi trên chút xíu. Đây. Quay 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 đây, thì con này ngồi cực kỳ thoải mái.
lên thêm một cái ghi đông chống mỏi nữa thì anh em ngồi rất là ok. Quên cho anh em nghe tiếng máy. Thì một máy đã kêu tịch 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 nó sẽ không êm bằng hai máy. Hết xăng. Hết xăng à, nó bò vô miếng xăng. Hết xăng là nó báo rồi. Anh em nào qua coi nè, hết xăng nó báo nè, hay không? Đó, báo hết hết xăng nè, thấy không? Đó, báo cái xăng nè, hết xăng nè. Đó. Mấy con này anh em đi tu là quá tuyệt vời. Rồi, ok anh em. Vậy clip kết thúc ở đây ha. Này mình để trưng bày á, mình để cái này nó trên lên nè, nên nó khó ngồi chút xíu. Nhưng mà khi anh em đi bình thường thì để xuống này thì dễ leo. Đó. Mình để trưng bày, mình để cao lên chút xíu mà. Mình leo lên mình sợ nó ngã. Đó, đó là những gì mình chia sẻ thực tế, kinh nghiệm thực tế nhất có thể cho anh em. Rồi, bây giờ anh em thích con nào thì anh em ghé đây mua. Alo số điện thoại cho mình 0916640653 hoặc là xem xe trực tiếp tại 106 đường Trần Văn Kiểu, phường 10, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. À, tới đây mình sẽ tiếp đón anh em nồng hậu. Rồi ok anh em, chúc anh em một ngày làm việc thiệt là nhiều sức khỏe, thiệt là nhiều may mắn, thuận lợi cho công việc. Ok anh em, sắp Tết rồi nha.